Tối ngày 31 tháng 1 năm 2020, tại trường mầm non Lại Xuân, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lại Xuân tổ chức chương trình nghệ thuật Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm một chặng đường. Dự chương trình có lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban ngành đoàn thể xã cùng đông đảo nhân dân địa phương. Chương trình nghệ thuật Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm một chặng đường với sự tham gia của đội văn nghệ xung kích xã Lại Xuân, cán bộ chiến sĩ trại giam Xuân Nguyên và các cô giáo trường mầm non và tiểu học Lại Xuân. Xuyên suốt chương trình là các tiết mục có nội dung ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ Vĩ Đại, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người, ca ngợi truyền thống quê hương Thủy Nguyên anh hùng quật khởi và thành tiệu của quê hương trên con đường đổi mới phát triển. Các tiết mục tham gia được chuẩn bị chu đáo cả về đạo cụ, trang phục. Nhiều tiết mục hát múa được dàn dựng công phu, mang ý nghĩa và tính nghệ thuật cao. Các diễn viên không chuyên biểu diễn truyền cảm, xúc động, thu hút đông đảo nhân dân đến xem và cổ vũ. Chương trình nghệ thuật Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm một chặng đường là hoạt động thiết thực góp phần nuôi dưỡng phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo không khí vui tươi phấn khởi, đồng thời tuyên truyền về ngày thành lập Đảng, tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 90 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cổ vũ động viên cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Lại Xuân hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và những năm tiếp theo. Chương trình nghệ thuật Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm một chặng đường là hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân canh tí năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 2025. Chương trình Nghệ thuật Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm một chặng đường đã khép lại trong niềm hân hoan phấn khởi của nhân dân xã Lại Xuân với hy vọng về một năm mới nhiều may mắn và thành công.